Sau khoảng 24 giờ trải nghiệm mức rank đại cao thủ thì Vinh đã quay trở lại nơi mà mình thuộc về rồi đấy. Cao thủ không điểm, tuy là thời gian ngắn ngủi nhưng mà cũng đủ để mình học lỏm được vài ba bí kíp leo rank của các đại cao thủ và thách đấu đấy. Học một cái là phải về áp dụng làm video ngay, còn khoe với cả bản dân thiên hạ chứ. Ok, xin chào các bạn, đây vẫn là series chơi cờ với nắng. Một trong những bí kíp mà mình kể trên chính là lối chơi eco trắng, comeback lật kèo đảo ngược thế cờ. Chiến thuật này thì không hề khó chơi, dễ on top lại còn rất là kích thích nữa. Các bạn cứ xem hết video và làm giống mình là được nhé. Ok, chúng ta vào game luôn. Đổi gió một chút, flex với Legend Pro. Đầm cua vùng đất crush của anh em cờ thủ được chọn là điều dễ hiểu. Sau 3 ra quái đầu tiên thì mình được một BF, một găng và một giáp. Lõi công nghệ khởi đầu cho trận đấu này là một lõi bạc. Trên đã phát triển không phù hợp lắm với bài của mình hiện tại vì mình có định chơi reroll đâu. Trái tim đấu sĩ cũng khá là không liên quan các tướng mà mình bắt được. Đồng minh của bụt ở mức bạc thì phải nói là khắc phèn nên là mình loại luôn. Roll cả ba lõi thì mình quyết định chọn về giữ vững phong độ để đánh lưu trích, do đội hình của mình không có 2 sao và các tướng cũng không match với nhau lắm. Sời, eco trắng mà còn kết hợp với chiếc lõi giữ vững phong độ này thì phải nói là chết cả tuyệt vời. Chết bài một lượt thì thấy có nhà dùng lõi AK và chỉ để một tướng trên sân nên là để đánh lưu trích hoàn toàn thì mình sẽ bán hết các tướng đi. Thua 4 chết ở vòng 2.1 và 2.2 thì mình gặp luôn cái ông AK nên là chỉ thua thêm một chết thôi, quá ngon luôn. Nhưng mà bù lại thì 2.3 mình gặp một ông 5 chết. Thua 3 round như dự tính và lượng máu của mình còn lại là 21. Được shopping đầu tiên nên là mình tự thưởng cho bản thân một chiếc cung, món đồ có thể hướng tới rất là nhiều bài đấu. Check lại một lượt lobby ở vòng 2.5 thì thấy là các bạn đều đã cho khá là nhiều tướng vào sân. Mình cũng bắt tạm 3 con bỏ vào, biết đâu đép được một chiếc thì ngon. Thế nhưng mà nó lạ lắm, cũng không khác gì là mình đang eco trắng cả vì vẫn thua nhà ông này hẳn 5 chết. 2.6 mình thấy có một ông chơi Chitana, mình sợ ông ấy bỏ tướng ra ngoài nên là thôi, mình bán sạch tướng đi và giữ vững phong độ thua này với 64 máu và còn 64 tiền, quá là hợp lý luôn. Bắt vài con tướng về để mò cua bắt ốc thì mình thu về được 2 mảnh đô la, một đai và một găng cùng với khá tiền. Các đối thủ đều đã có hướng đi cho mình nên là cũng đã lắp đồ với cả bắt tướng cho vào sân. Mình thì vẫn đép với 5 chết không đồ cùng với hơn 100 tiền. Round này thì mình clear được một chết nhà hư không nên là có 53 máu. 3.2 là lõi công nghệ vàng, chưa chốt được chơi bài gì nên là cậu mệt nghỉ sẽ không được lựa chọn. Nhiều đồ đam quá rồi mà lấy thêm cây BF từ lưỡi kiếm uy lực nữa thì chắc là chết. Roll từ hai cái lõi này đi và giữ lại Pandora thì mình thấy cũng chả được cái lõi nào ngon cả nên mình quyết định lấy Pandora để đổ đồ. Sau đấy thì mình tiếp tục để thua nhà Ionia đang cháy trên top và mình còn lại 41 máu. 3.3 mình lên 7 với 74 tiền thừa, bắt đầu roll rất nhiều để tìm câu trả lời cho câu hỏi mình sẽ chơi bài gì đây. Roll rất nhiều và với con đao mình lắp thì chắc là Afe, Jerry hoặc là Azir sẽ là những gương mặt vàng có thể lựa chọn. Azir thì ra được hai con rồi nên khả năng cao là mình sẽ chơi Azir. Trong lúc mình roll cật lực thì nhà đối thủ mình gặp lại khá là yếu. Chiến thắng đầu tiên trong trận đấu này của mình với 2 chết. Đi chợ thì con lắc cầm gậy đập ngay vào mặt, chắc là nó muốn mình chốt luôn về Azir lắc đấy. Ok luôn, mày con lòng đi tao có dạ. Về tiếp tục roll mà số tiền còn lại thì mình lên được Azir 2 cộng với lắc 2. Dàn tanh còn khá là yếu vì chưa có Nasus nhưng mà không sao. Hai tướng 4 tiền 2 sao tầm này trong khi đối thủ vẫn còn đang eco là sức mạnh không thể cản phá. Mình chiến thắng cái nhà Samira reroll. Không biết là mấy giờ rồi mà còn chơi Samira nữa. Chưa dừng lại việc roll vì mình muốn bắt thêm tướng trước khi đối thủ xả tiền. Vì kiểu gì sau đó quái các nhà chả update. Roll một lúc thì mình lên được Saban 2 cùng với sự xuất hiện của thần chó Nasus. Nhà cho lõi AK đầu trận cũng rất là nhiều vàng nhưng mà họ roll 7 thì vẫn AFE 1, chỉ được con Gwen 2 nhưng mà chả liên quan mấy tới đội hình. Thế là mình lại thắng à? Bạn mình kinh rồi. Ra quái đây rồi. Vì là map đầm cua nên đồ rơi ra rất nhiều. Mình lắp được chùy xuyên phá cho Azir đủ 3 đồ, kiếm súng cho Lắc để hỗ trợ một phần hồi phục cho team. Giáp gai và thú tượng được tối ưu luôn cho Nasus. Sức mạnh vẫn đang là áp đảo với 3 con 4 tiền 2 sao cùng với rất là nhiều đồ ở thời điểm 4.1. Nhà Chitana reroll cũng đã update đủ đội hình với tanh và đam khá là ok, nhưng mà vẫn không thể chịu nổi được gian lick cắt của nhà vua Surima. Mình có cơ hội thắp lên được ngọn lửa nguy trích đầu tiên. Cầu hồi phục sẽ là chiếc lõi đánh nhau được mình lựa chọn ở vòng 1.2 để khép lại 3 vòng chọn lõi trong trận đấu này. Tiếp tục chiến thắng nhà Ionia với Kalista 2 cầm đồ khá là khỏe. Azir của mình để lộ khoảng trống nên là bị hạ gục rất sớm, nhưng mà kiếm súng của Lắc cộng với cầu hồi phục đã giữ lại huy chiếc 5 cho mình. Chiếc lõi giữ vững phong độ lại một lần nữa phát huy tác dụng với chuỗi thắng, giúp mình lên 8 và kẹp thêm được một quân sư vào sân. Đối thủ tiếp theo mình gặp ở vòng 1.3 cũng là một nhà Ionia, nhưng mà ông này đang đép bằng Zihin của Sidan cả vừa nãy. Lý do thì chắc chắn là ông này đang muốn lên 9 lệ sắm cho mình một con 5 tiền cầm ấn đấy, đang lên vào 850 tiền dữ này. Nhặt về được một em Javan cầm găng ở chợ để tối ưu luôn một chiếc bức đồ cho nó. Mình tiếp tục roll để tìm Nasus 2 thêm tanh cho team vì giai đoạn này các đối thủ cũng đã bắt đầu update rồi. Giữ lại chiến thắng là điều cần thiết để bổ sung lượng kinh tế cho mình. Thế nào roll mấy phát lại bắt được luôn con Azir thứ 6, còn Nasus thì không thấy đâu.
Vừa nói dứt câu là các đối thủ cũng đã biết đội hình thì gặp luôn một ông có veo cốt 3 cùng với dàn phù thủy. Già Van úp lồng đẹp rồi mới nằm xuống. Nasser kịp hóa to để câu kéo thêm chút thời gian. Cầu hồi phục khá là khó chịu làm cho các đối thủ không thể kết liễu ngay tướng team mình. Mặc dù Già Van team bạn cũng nhảy đẹp không kém, lắc gửi ra một lượng đam nhất định trước khi nằm xuống. Sau đấy thì Asia làm hết phần còn lại để giữ lại chiến thắng cho mình. Gặp lại nhà Samira Reroll ở 4.6. Lúc nãy chơi Samira thì giờ họ cắt luôn chiến thắng của mình nhé. Thần chó không thể chịu nổi được sức tấn công từ dàn binh Noxus của team bạn. Thất bại đầu tiên của mình sau cái chuỗi thắng dài. Chưa có tội gáy nhá. Vẫn lời nguyên ấy, tướng chỉ lên 2 khi mình thua. Thần chó đã xuất hiện trong cửa hàng rau quái, nhận được khá là nhiều đồ từ rau cua trước rồi, nên là rau này mình chỉ có duy nhất một đồ lẻ cùng với cả khá tiền. Nhà Ionia cho Kalista cầm đồ giờ đã update được thêm Afe Ionia. Trông thì cũng ok đấy, nhưng mà đam bằng mỗi Afe thì làm sao mà đục thủng qua được Nasus team mình. Gwen lại còn cầm 3 đồ thủ như kia nữa. Kasante 2 đồ thì cũng chỉ suốt được vài phát trước khi nằm xuống. Thần chó nhà mình một mình cân hết, cộng thêm cái lõi cầu hồi phục nên là sau combat chả mất một giọt máu nào. Mình có lại được chiến thắng. 5.2 chạm chắn lại với nhà Chit Reroll. Giờ họ đáp 8 thêm vào Sun Hammer, nhưng mà tiếc là chưa có nâng cấp module. Da van của đối thủ nhảy đẹp nhưng mà chưa chạm được vào Azir. Khoảng trống được lộ ra bên phải và team bạn dồn hết sang trái, nên là da van nhà mình có một pha nhảy đẹp stun hết team bạn luôn. Thần chó hóa lớn chống chịu được khá lâu trước họng súng của Chitana. Thời gian câu kéo nhiêu đó là đủ để Lắc có thể giảm kháng phép hai tank team bạn cùng với cả Azir kết liễu địch chúng. Rai trước khi nằm súng đã gọi được Sen vào sân để hút đạn. Azir và Lắc hạ hết đám bên phải, sau đấy thì quay sang trái kết liễu nốt con Chitana với chiến thắng sát nút. Mình tiếp tục roll và không update được gì thêm. Xong lại gặp lại cái nhà Samira có đại tướng Noxus đã dắt vàng với thêm đồ. Gia van của mình rất công hiến với một pha nhảy stun full team bạn, nhưng mà như thế là không đủ. Nasus tiếp tục một mình chống chịu dàn Noxus tràn vào rồi nằm xuống. Team bạn lấn vào phần sân của team mình dưới sự chỉ huy của đại tướng và mình thất bại còn 19 máu. Lấy về thêm Kassante 2 ở chợ để biết đâu nó lên 2 thì cho vào sân đá đá cho vui. Bán các tướng không liên quan lắm đi và roll bằng một ít tiền tích được thì mình lên được. À diễm ta test sức mạnh về cái bóng của nhà Afe can trường. 10k đam từ Asia là quá ok chưa các bạn. Gặp lại nhà Velcot 3 sao. Gia văn của mình được nhảy trước do nhận sát thương từ Velcot. Asia thì chỉ việc triệu hồi các lính cát và xỉa từng mục tiêu thôi, không có gì ngáng được ở vòng này cả. Mình lấy thêm được một chiếc dao điện từ cua khổng lồ để cho Timo giảm tỷ kháng phép. Dấu tích được chỉ thẳng vào nhà Samira. Lần này thì mình rất là tự tin vì đã có vị vua 3 sao. Lắc bị đại tướng móc và bổ làm đôi khá là thảm. Hồi phục liên tục được dùng lên người Nasus, giúp thần chó không còn chết như những lần trước nữa mà sống tới cuối combat. Đấy, đã bảo là mình tự tin thắng. Cuộc chiến chỉ còn lại 3 người. 6.2 thì mình gặp lại nhà Velcot và combat đã khác đi một chút khi mà Javan team bạn nhảy được vào Asia của mình, giúp cho ông này clear được vài chết mà chưa phải dừng chơi luôn. Hai nhà này chắc là đã mắc update nên là số tiền mình để dành lên 9 nãy giờ mình quyết định roll luôn, công hiến tìm Nasus 3. Roll rất nhiều nhưng mà mình chỉ bắt được tiền bạc của Nasus được. Đây là combat ở vòng 6.3 giữa nhà mình và nhà Noxus. Họ đổi đại tướng sang bên phía Asia nhưng mà làm sao mà được qua được tank team mình. Vua của Surima triệu hồi lính cát lần lượt hạ gục đi những chiến binh yếu ớt trước, rồi sau đấy là đến đại tướng Noxus. Kết quả này thì ai cũng đoán được đúng không? Chưa kịp đến vòng đi chợ để tìm Nasus 3 thì cái nhà Velcot đã đầu hàng rồi. Một chiến thắng 10 điểm cho sự tiếp thu kiến thức từ các đại cao thủ và thách đấu của học sinh lắng. Và sau đây là bài học mà mình đã học được. Một là chiến thuật eco trắng chỉ nên sử dụng ở những thành phố giúp bạn có thêm lượng kinh tế. Hai là lõi công nghệ bạc sẽ hợp lý hơn để dùng lối chơi này, đừng dùng ở lõi kim cương nhé, vì họ sẽ đấm bạn không ngóc được đầu lên đấy. Ba là định hình sớm được các bài mà có thể chơi ở level 7 để roll và bắt tướng một cách dễ dàng, không ôm tiền sang game mới nhé. Hết rồi đây, cảm ơn các bạn đã xem video, nhớ để lại một like cho mình nhé. Chúc các bạn cũng học tập leo rank chăm chỉ như mình. Bye bye.